Bạn là mình Minh Măng Kitty đây. Và hiện tại mình đang đi để đi đến điểm ăn hỏi của chú mình. Dạm ngõ, hay mình dạm ngõ. Dạm ngõ. Các bạn có biết dạm ngõ là gì không? Nhìn trai không? Dạm ngõ là gì nhỉ? Các bạn hãy like và đăng ký kênh cho mình nha. Mình giới thiệu xem là dạm ngõ là gì? Dạm ngõ là hỏi vợ, đi hỏi cưới vợ. Là đi hỏi xem có được cưới vợ không? À, dồi ôi, đúng luôn. Hôm nay sang nhỡ cô Chi mà không đồng ý thì làm nào? Nên là phải nói thế nào? Thì mình chính vì thế nên hôm nay cháu phải đẹp trai xinh gái để sang hỏi cậu chú đây. Thế bây giờ cô không đồng ý thì mình để thuyết phục cô chú chứ. Đúng rồi, sẽ đi về ngay à? Con sang thuyết phục cô thế nào? Nói gì nào? Cô nhìn cháu đẹp trai này. Mình đẹp trai mà cho cô. Cháu xinh gái này. Mình đẹp trai thì cô cười chủ động. Vì sao lại con đẹp trai mà cô lại cười chú Tùng thế này? Vì là chú Tùng đẹp trai. Đúng thế. Cháu đẹp trai như chú. Thế Môn nào, Môn nói gì nào? Nói đi, cười mỗi cười thôi. Dùng nụ cười để thu phục bác nhân tâm à? Đấy. Đây đây, phỏng vấn này này. Đấy, con đi tiếp đi. Này, nhìn thấy mặt này. Còn đây là chú mình, chú Tùng. Xin chào tất cả các bạn nha. Nếu mà cô Chi không thích chú thì chú sẽ làm gì? Thì chú sẽ bảo là đấy, chú có hai đứa cháu này, một cháu là cháu Giai Min này, đẹp trai này, cháu Mun xinh gái này, ngoan này, ngoan hiền này, hay quá. Tất cả mọi người cũng yêu cô à? Thế bố tổ, thế bố. Con đây. Dạ. Thế bố. Rồi, bà điều hòa rồi. Bố xin ăn nghỉ à? Như thế nào? Rồi xe Ngọc bị bắt vì không thắt điện rồi. Bỏ tay. Đấy chưa. Con vừa mới thắt xong ạ. Thế có phải quay lại để đón bà không? Và tốc độ nhé, cả thấy tốc độ ấy. Để bắn. Và đây chính là căn, đây chính là cái đường. Đẹp không các bạn? Con đi đám cưới mà con phải nhìn thấy tiếp thì hoa quả này. Vâng vâng. Còn đây là hoa quả của nhà mình nè. Gọi là mâm lễ. Mâm lễ đó. Đẹp bao tên tí. Nói không phải chứ thì như hai anh em nhà này cũng là người nhà không hỏi. Đẹp không? Cho mọi người xem một vòng. Dùng cái ở bên ngoài. Có bình xịt. Thôi có cần để xử lý gì không? Thời gian đứng ở đâu rồi? Đừng vào đẹp chưa? Đấy. Đây phải quay. Quá đẹp luôn các bạn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ làm gì đây? Anh lên mò đâu? Đến rồi, qua rồi. Lạc chay rồi, qua rồi. Qua hai cái cầu. Nếu mà trang phục của mình gồm có cái này, cà la vát, áo sơ mi trắng, tiền đi cũng dính quần dài. Còn của em mình là áo khoác hồng, váy, vòng cổ, vòng tay. Mẹ mình là áo khoác, váy và chân váy. Túi. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đâu? Hẹn gặp lại bạn ở nhà cô Chi chứ. Mình còn review ở nhà cô Chi nữa chứ. Nói lại đi về cắt. Không. Đấy thì cháu Min đỡ thì mới được cái này. Cháu Min đây cháu bộ. Đây. Cũng xin được các bà toàn thể thành viên của hai lần đầu tiên tôi xin được quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất và chúc cho cái buổi giao lưu của gia đình hai gia đình hôm nay là thành công tốt đẹp. Thank you.
hiểu là tôi là tên là Phạm Đức Quận, là bạn ruột của cháu Tùng. Thì cũng như mọi người trong gia đình cũng đã biết rồi, trong thời gian vừa qua thì hai cháu cùng cháu Quận Chi nhỉ, trong quá trình làm bạn thì các cháu cũng có đẩy lên cái tình cảm đó lên tình yêu đôi lứa, và các cháu cũng đã xác định tiến tới xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau. Thì hai cháu cũng đã về nói chuyện với lại hai gia đình bên các cụ ông các bà đây và gia đình chúng tôi. Thì về phía hai gia đình thì cũng đã có những cái gặp gỡ sơ bộ để làm quen hai gia đình, và đồng thời cũng là làm cái công tác là chuẩn bị vun vén và các bước để cho các cháu tiến bà nội cháu Chi các nhà và đây là bố cháu Chi cháu Chi mà Huy. Còn bên nội bên ngoại sơ qua là bên nội em là có 7 người con một vài, có 5 chị gái đầu tiên, bé gái trước đến bé trai sau, bé trai thì có từ khá của em. Bên nội và bên ngoại thì con cũng có các đá các gì trên nhà quy thì có thời gian thì chúng ta đang tìm hiểu